Ngày Quốc Khánh, nhân dịp này thì trong mục gõ cửa ngày mới sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề đặc biệt, đó là lá cờ Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng đã là niềm cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ trẻ Tạ Quang Thắng. Anh đã sáng tác và biểu diễn rất thành công bài hát Lá cờ, một bài hát thì được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Và Tạ Quang Thắng cũng là khách mời của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin được chào Quang Thắng và cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Đầu tiên thì Quang Thắng có thể chia sẻ cho tôi và khán giả được biết là bạn đã sáng tác bài Lá cờ trong hoàn cảnh như thế nào được không ạ? Ca khúc này thì tôi sáng tác nó như là kể lại một câu chuyện mà câu chuyện này là được ghép lại bởi rất là nhiều câu chuyện nhỏ mà tôi được nghe hàng ngày, những câu chuyện mà bố mẹ tôi kể cho tôi về những cái thời mà rất là lâu rồi. Và với cái sự trưởng thành của mình thì tôi nghĩ là tôi có thể miêu tả lại câu chuyện đó bằng âm nhạc và thêm những cái cảm xúc của những người trẻ đương thời. Trong bài hát thì tôi thấy rằng là có những cái câu từ như là dù bao gian khó chông gai đời tôi, đứng dưới bóng cờ con tim ngân lên tiếng ca đoàn quân Việt Nam đi. Hẳn là khi viết ca khúc này thì bạn cũng cảm thấy có chút gì đó rất là tự hào trong người đúng không ạ? Đúng rồi, rất là tự hào bởi vì là không chỉ là riêng gia đình tôi mà tôi nghĩ là trong cái thời điểm đó thì gia đình nào cũng vậy thôi. Những người đàn ông thanh niên thì đi bộ đội, còn phụ nữ thì ở nhà rất là đảm đang, lo cả việc nhà, lo cả hỗ trợ kháng chiến. Cho nên là tôi nghĩ những cái câu chuyện đó nó sẽ gợi lại rất là nhiều cho những cái người lớn tuổi về một cái thời điểm mà cuộc sống tất cả mọi người đều rất là anh hùng. Ngọc Diệp cũng đã từng xem một số những cái clip mà các bạn trẻ, thậm chí là những bạn trẻ Việt Nam đang sống ở nước ngoài cũng cảm thấy rất là hứng thú với bài hát Lá cờ và cover lại bài hát đó, và được rất nhiều các bạn trẻ trên rất nhiều lượt theo dõi ở trên các cái trang mạng YouTube. Và bài hát Lá cờ của Quang Thắng thì cũng đã đạt được tới 3 giải thưởng bài hát Việt năm 2010, trong đó là có giải rất là quan trọng, đó là giải do Hội nghệ sĩ Việt Nam bầu chọn và giải thể nghiệm. Sau bài hát này thì được biết là bạn cũng đã có một sáng tác cảm động sau chuyến đồng hành cùng hành trình những con tàu không số. Và có thể thấy là Tạ Quang Thắng tuy là một nghệ sĩ rất là trẻ nhưng mà lại rất thích viết những cái tác phẩm mà mang màu sắc truyền thống về quê hương đất nước và có một chút gì đó hơi hoài niệm về quá khứ. Bạn có thể giải thích là lý do tại sao không ạ? Cá nhân tôi là một nghệ sĩ trẻ thì thường là ghi lại những trải nghiệm của mình bằng âm nhạc. Thực ra nó cũng rất là tình cờ chứ tôi không có chú trọng là phải viết về chủ đề này hay chủ đề kia, mà đơn giản những cái gì nó đến với mình, nó gây cảm xúc cho mình thì tôi viết thôi. Cũng cái ca khúc Lá cờ thì là như vậy. Còn ca khúc mà khi mà tôi tham gia chuyến tàu không số thì cũng rất là vinh dự khi mà được tham gia cái chuyến đi kỷ niệm 50 năm của hành trình tàu không số. Và lúc đó thì được tiếp xúc với rất là nhiều các bác cựu chiến binh, được sống cùng các bác 20 ngày trên biển và được tiếp xúc giao lưu với các bác, nghe những câu chuyện của các bác. Thì tôi nghĩ là những cái cảm xúc nó rất là thật, tôi chỉ muốn ghi lại bằng âm nhạc thôi. Và cũng rất là may mắn khi mà được khán giả và rất là nhiều các bạn trẻ đón nhận, và đấy là một cái niềm rất là vui đối với những nghệ sĩ như chúng tôi. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn Quang Thắng đã đến với trường quay của Chào buổi sáng và đã có những chia sẻ rất là thú vị về bài hát Lá cờ. Và Ngọc Diệp xin được chúc bạn là sẽ có thêm nhiều thành công nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn bạn. Xin chào bạn.